kéo dài tới năm Tức Hại là hết cuộc đời đó các anh chị ơi. Mà cái năm dần này á, ai tu mới có thể thấy thầy được á, tháng 7, tháng 8 tới đây là tháng Thân Dậu đó. Phật cũng nói nhiều đoạn trong cuốn Thiên Lý Ca đó, tương vua giữ phận cho tròn cuối niên, là chữ niên là niên kỷ đó, mất còn xe văn, là đúng 100 tuổi của thầy đó, là lấy chữ niên mà làm mình làm cái nghĩa cái lý của thầy, là trong cái tháng 8 này là thầy sẽ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Nấm Non, bảy núi cảm ứng chứng minh. Nam mô Vũ Sơn Kỳ Hương Phật, Nam mô Đức Phật Dương Tôn Di Lạc Phật. Con cầu xin Đức Phật Dương, Đức Phật Thầy, Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Chùm gia hộ cho con, để con nhắc cái nghĩa cái lý vào cái năm dần. Để cho anh em huynh đệ gần xa trong nước và ngoài nước để nghe tường tận, để coi có nó diễn biến bằng cách nào. Đây là lời của thầy và những sấm truyền của Phật và kinh Địa Mẫu. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết tôi trình bày trong cái cuốn Thi Văn Giáo Lý, thì thầy xuống rồi thầy đi rồi thầy về, thì thầy cũng có nói trong cái cuốn lý lịch của thầy đó, thì anh em rất là nghe rõ. Ông để trong này, trong cái cuốn chỗ lý lịch của thầy đó, thì là bốn đoạn thơ: Quỳnh Long Tự Thế Gần Sanh Chúng, Bổn Tánh Hòa Hôn Ngảo Dị Đầu, Tiên Cảnh Tốt Ly Truyền Bá Kỹ, Năng Tầm Phật Lý Dạch Từ Câu. Tuy nhiên từ ngày thầy mượn bụng Đức Bà ra tới ngày thầy dạy đời là 100 tuổi là hết công việc của thầy. Năm nay thầy mình đã 103 tuổi rồi. Nó rồi thêm một mốc nữa. Nhà tôi không phải khó khăn, đem theo trong sách Bạc Hằng 80. Thì từ ngày mà thầy giá mượn, thầy dạy đạo là thầy đặt bàn hương án chỗ Đức Ông Đức Bà đó, là lúc thầy 20 tuổi, đến ngày thầy dạy đạo năm nay là đúng 83 tuổi. Cho nó rõ ràng vậy, để trình bày cho nó rất rõ ràng, để cho anh em huynh đệ để nghe cái đó, để mà cái lý và cái nghĩa là năm nay đúng là vừa tròn là 103 tuổi. Bởi vậy cho nên thầy ông nói Tức Khởi Nhị Niên Giai Thiền Định, Hoàng Lai Thượng Cổ Mới Bình Yên. Đó là vào năm Tức rồi tới năm Hợi là chúng đó là yên ổn hết rồi đó. Còn nói chừng nào mới đặng thảnh thơi, qua năm Tức Hợi Phật trời định thân. Thì vừa qua năm Tức Hợi thì vào năm Tý và năm Con Trâu là các anh em huynh đệ sẽ rất là hiểu, để tôi đọc cho anh em nghe từ từ tường tận những lời tôi thiết pháp, là tôi nhắc cái nghĩa cho anh em. Chuột Châu Chiến Kỳ Thiên Định Đọt, Cuối Mậu Về Diễn Ác Long Hoa, Hạt Nhân Nổ Khắp Ta Bà, Thưởng Ban Những Kẻ Gian Tà Hung Ngăn. Thì nó cũng trùng với năm Tức Hợi. Thì bước vào năm Tý đó, thì bên kinh của Địa Mẫu đó, Hội Tý Sủ Khai Thiên Tịch Địa, trong mở hội cũng 2 năm. Thì các anh em huynh đệ thấy từ năm Tý tới năm Sủ rất là khổ cho chúng sanh, ai cũng đều khổ hết, cả thế giới đều rung động hết. Cái năm Tý khổ ít nghe các anh chị, rõ ràng không? Tôi nhắc rồi từ từ đi. Rồi tới năm Sủ đó, tôi buồn quá, tôi không biết tôi làm gì nữa. Tôi biết mà tôi không biết làm gì hết. Tôi mới làm con trâu tôi để trong nhà. Rồi người ta nói tôi làm năm khùng không à. Thì tôi cả ai có cùng cùng. Thì tôi làm con trâu vừa xong thì phá cổng phá cửa trên chùa đình Nam Cốc thì chết thôi, dữ lắm. Các cô ơi, tôi là đứng đường không à. Tại vì chạy xe ôm mà. Ở ngoài đường tôi thấy người ta chết khủng khiếp luôn. Nó biết mà không có làm gì được hết. Chỉ làm con trâu giả mà treo lên thôi để coi anh em ai có hiểu không. Vì con trâu thì nó rõ ràng rồi. Phật độ cho mắt con trâu, tam tinh ba tiếng ở đâu đâu giữ mình. Thì tất nhiên là mắt con trâu là mắt năm châu. Tới âm cọp này, cọp đi vợ ổ chòm ông. Mà Phật nói cái lý nghĩa này thì mình phải tìm ra những cái lời ông nói. Vợ ổ là vợ gì? Có phải vợ nhà, vợ cửa không? Vợ chùa đình Nam Cốc không? Đó. Rồi thấy ông nào? Có phải thấy Phật không? Thì rõ ràng nó đã ra vậy rồi. Còn kinh Địa Mẫu nói thêm đoạn này
để cho anh em nắm cho rõ thêm. Năm dần kết thúc thế gian, ầm ầm 3 tiếng khó an dân lành rồi. Thì bây giờ anh em chúng ta phải gắng lo tu, vì năm dần này, từ cái năm dần này nó kéo dài tới năm Tức Hại là hết cuộc đời đó các anh chị ơi. Mà cái năm dần này á, ai tu mới có thể thấy thầy được á. Tháng 7, tháng 8 tới đây là tháng Thân Dậu đó. Phật cũng nói nhiều đoạn trong cuốn Thiên Lý Ca đó. Tương vua giữ phận cho tròn cuối niên, là chữ niên là niên kỷ đó. Mất còn xe phân, là đúng 100 tuổi của thầy đó, là lấy chữ niên mà làm mình làm cái nghĩa cái lý của thầy. Là trong cái tháng 8 này là thầy sẽ về. Tại sao tôi biết? Vì tôi đã xem kinh rất là nhiều, mà điều tôi nói ra đây là cái nghĩa và cái lý. Thầy về, ai là người để lập đời tương quân, thầy về trong 7 ngày, thầy đi nữa nghe, chứ không phải thầy ở à. Tôi chúng sanh trao quả đó, trong cái Thân Dậu này. Tháng 7, đá nổ ầm ầm bước qua tháng 8 thay nằm làng khăn. Đó. Rồi mấy là, cũng là tháng 7 luôn. Chừng nào khỉ giỡn non bồng, dê nằm dưới suối, gà đồng gái đua. Thì cái tháng 7 là cái tháng quyết định của thầy, là tháng 7 là tháng Thân, là cũng là tháng con khỉ, tháng 8 là tháng Dậu, là tháng con gà. Nó đến Thân Dậu y như thượng cổ, hết đao binh quy cổ diệt kim, là trong cái tháng 8 năm nay năm Dậu, Phật sẽ lập đời đây tới năm Tức luôn, kéo dài hoài khổ tới vô cùng luôn. Bởi vì mong cầu các anh em huynh đệ, mấy cái clip trước tôi cũng có nói, bây giờ cái clip này tôi nhắc lại thôi, thì tôi cũng nói vậy thôi chứ tôi không có nói cái gì hơn nữa. Còn anh em cô bác ai muốn chửi tôi thì cứ đại tháng 8 thôi, chữ cũng không muộn. Nó là vậy đó, để tháng 8 chữ không muộn, chỉ còn có 4 tháng nữa. Ờ bữa nay tháng 4 rồi, còn 4 tháng nữa thôi. Tôi không nói tới tháng 8 thôi, mà tới tháng 6, tháng 7 là cho các huynh đệ nhìn thấy nó rất là ngộ ở thế gian. Thế không nói là tới tháng 8, thì tôi khan tiếng mà tôi không có nói nhiều được. Bây giờ tôi mong cầu cho anh em gắn tu đi, rằng thấy thầy. Mấy cái clip trước tôi cũng lên rất là nhiều, cũng mười mấy clip rồi đó. Bây giờ bị nó đau họng đó, rồi không nói nhiều được. Thì anh em cũng thương, rồi quan hỷ dùm. Thì đây tới tháng 8 thôi, rồi chữ không muộn, vậy được rồi. Rồi trước hết thì tôi cũng cầu chúc cô bác trong nước, ngoài nước thân tâm thường an lạc. Đó, rồi hàng ngày cứ hiền lành theo thầy. Thì bên ông ba ông nói đó, ăn ngay ở thật thì mày thấy tao. Còn bên thầy ông nói đó, lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai, thì mình gắng làm hiền gì đi, rồi mình ngày mình tập Phật gặp thầy. Còn mấy làm chân chánh là tiên là Phật, làm chân ác là quỷ là ma, thì mình cứ làm theo đó mà làm, theo lời thầy đi. Thì anh em cô bác anh chị ai cũng đều biết cái lời thầy dạy hết rồi. Thì giờ tôi nhắc lại xương xương đi thôi, để cho anh em cô bác. Dạ, thì chú Năm ở đây anh em cũng rất là cảm ơn chú Năm vừa qua đã có những lời chia sẻ tốt đẹp để chia sẻ đến bà con cộng đồng mạng để cùng nhau hiểu biết đang tu hành. Thì xin chú Năm cho để hỏi đại diện cho cả nhóm. Thì thời buổi hiện giờ thì cũng rất là khó khăn, là vậy rồi theo chú Năm là mình tu kịp không chú Năm? Chú cho mình diễn giải dùm. Kịp chứ, sấm chưa nổ mà. À, bây giờ sống chưa nổ thì anh em mình cứ sửa lại được hết trơn. Phật tha thứ hết trơn, không có bỏ một người nào hết trơn. Đó, để chừng sống nổ dân tinh e ba tánh, ăn năn nhẫn kịp. Tới chừng sống nổ thì anh em mình tu không có được. Bởi vì Phật không nói ai ai bền trí ở đời, chừng nghe sấm đất thì cửa trời mở ra. Một tiếng sấm đầu tiên này long trời lở đất hết. Đó, một cù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ mới ra hậu quan thiên. Đó, thì bây giờ một tiếng sấm đất này, để tôi tiết lộ luôn, sẵn em nói anh cũng gắng thở chút đi. Các anh em gắng nghe cho kỹ nha. Gái ó o đêm bia thanh vắng, e con rà thất nhật đêm mê. Gắng nghe cho kỹ nha các huynh đồng bào tu nha. E con rà mà thất nhật đêm mê đó, qua 7 ngày rồi phụng lại gặp cây, âm binh khể ô về bắt nhịp. Nước phế loạn tưng bừng trùng điệp, con khủng long mã nhiệt đuốt người đó. Trong tháng 8 này nó thất nghiệp đêm mê nha các anh em, gắng tu cho nó kịp.
chứ giờ tôi không còn giấu nữa rồi. Tới giờ này thì không còn giấu gì anh em chi nữa, thì tôi đã hy sinh tôi rồi. Tôi lên đây là tôi vì đồng loại thôi, vì thương thầy, cho nên bây giờ tôi phải ráng nói, dù đau cái nào tôi cũng phải ráng nói để lên cho anh em biết. Trong cái tháng 8 này nó dữ dằn lắm, là tối trời tối đất đó các anh em ơi. Dạ thì chú Năm ơi, trong giảng thầy có một hai câu, đó là cảnh trời mây mịt vẽ lăng quăng, 14 tháng 10 trở lại khúc trăng. Gần đây có một bên Trung Quốc cũng có đang khúc trăng 2 tiếng hồ đó chú Năm, có hiện tượng gì? Thì em nói vậy cho anh nói qua bên cái sấm cụ Tân Trình nó, thì tới tháng con chó thì tháng 9 đó, chó ai mà bỏ nhà quan rồi thay phơi chết đói ngổ ngang sấm làng. Heo tôi, heo là tháng 10 đó em, heo tôi nay đúng làm hàng cạo lông chia thịt giao toàn năm châu rồi. Chuột nhỏ đào ổ quá sâu, nằm lăn ca hát ai đâu biết gì. Châu tôi chứ khỏi ai bì, trời cho nước cạn bất kỳ trời chơi. Thì trong tháng 10 với tháng 9 rất là anh em mình rất là khổ, mà điều cái những người không tu là mấy khổ thôi, còn cái những người tu rất là sung sướng. Tại vì ngày thầy về là qua đã nở rồi. Đời kêu tháng 8 mùa thu, tùng quân thọ gạn, sĩ nhu tổ tài là các anh em chúng ta đây, chứ không ai ngoài xa trơn á. Là trở về với Phật với Tiên làm quan thánh á, là trở về cái cửa Nga Bắc á, để anh tiết lộ cái đoạn này luôn. 72 tướng lĩnh Trần Miền ở nơi Nam Địa mới đảo về đình Nga Bắc, mà để coi cái chỗ đình Nga Bắc á, kẻ ra vào nó khó vô đó em, cái chỗ đình Nga Bắc á. Thì bây giờ nó lộ hết trơn, cơ trời nó lộ hết rồi. Cái dầm sáng mà lộ cặp đầu tiên đó, thì anh chỉ cho em nghe cái cuốn giảng xưa của thầy á. Ông nói chừng nào lộ thẳng đường đồng, bá gia mới biết người cùng là ai. Thì mình đọc cái đoạn này thì cái đường lộ gì nó nhiều đường lộ, mà mình phải đọc cái trong cuốn của Tần Trình á, rồi em mới biết hiểu ra cái đường lộ này là cái đường lộ đường đồng. Dầm sáng lộ cặp đầu tiên, sông đồng ba ngã khó yên dân tình, là cái đường dầm sáng trên đi vô đường ông cố đây em. À, đó bây giờ cái từ dầm sáng xuống cơ bản chừng anh đoán cái khoảng 700 năm trước rồi, chưa được cây số đâu, là có đường lộ chạy thẳng vô đường đồng đó. Dạ. Chạy thẳng vô trong núi luôn đó. Đường lộ sau này đó đây anh em mình đi đó. Đường lộ đó đó, nó dầm sáng lộ cặp đầu tiên, sông đồng ba ngã khó yên dân tình, rồi quỷ dương nào kể miễu đình, thánh thần náo động hình hình dẫn thai, dầu cho động đến mồng lai, 2 năm phải chịu nào ai xuống trừ. Trong 2 năm vừa rồi có ai trừ được đâu em, chỉ uống thuốc cầm chừng thôi, nhờ bác phúc trọng đó, rồi để thuốc bác sinh mà chích cầm chừng vậy thôi. Rất là mình thấy nhà nước cũng lo cho mình cái vụ đó, vì cái bệnh dịch này là bệnh trời mà em. Thì rõ ràng rồi. Thì theo như cái Quynh Năm thì cái bệnh dịch này cũng kéo dài lúc 2019, bắt xuất từ Vũ Hán, Trung Quốc đến đây. Thì đến đây là cũng là 3 năm mà nó Quynh. Thì có người thì nói là 4 năm nữa mới dứt, thì theo Quynh là nó chừng nào dứt, là nó có thể không dứt không Quynh? Thì giờ Quynh nói đó, tháng 7, tháng 8 hết bệnh rồi đó. Đến Thân Dậu y như thượng cổ, tháng Thân là tháng 7, tháng 8 là tháng Dậu, nó hết đau binh, không còn đau binh nữa, mới quy cổ là trở về Đài Tuân Quân đó. Diệt Kim, diệt là cái Đài Kim bỏ, trở về Đài Tuân Quân. Nó thì bắt đầu từ cái năm dần này, từ cái tháng 8 gầm tháng 8 này nè, trải dài tới tháng 3 quan năm luôn, dựng đời chứ qua ông ba dựng đời chứ ăn luôn. Anh nói anh phải hứa lời, anh không sai trịch điều nào hết. Từ gầm cho đến tháng 3 trong nhà không ngớt khóc la sùm. Tháng 4 là quyết tháng 3 ông bà tiêu diệt ra má hết rồi. Thì từ đây tôi tới tháng 3 là ai không tu là rồi hết rồi, mệt lắm, đuối lắm. Hướng Châu Đốc, đó là bãi chiến trường nghe em. Hướng Châu Đốc, đó là bãi chặn tỉnh An Giang kiếp vía bay hồn. Lực trời thiên định bàn môn chiếu, thấy chắc chồng không thiếu mặt nào. Những người không tu là chắc chồng chắc đóng hết trơn. Còn những anh em tu, cái đêm tháng 8 á, cái gầm tháng 8 á, là trong tháng 8 thôi, là tối trời tối đất đó, anh em đã biết rồi. Đến khi trời đất tối tăm, trơn tu đến đó có lần điển quang, hào quang chiếu rực rỡ trơn, anh em ai cũng có. Cái người hiền nha, tôi nói người hiền à. Rồi Đức Quan Âm mới đứng giữa không trung, quá phép thần cho tâm quan cụ đi. Những người này ta trở về trơn, ta trở về ta sống đời tuân quân, nó đi liền trong đêm đó luôn,
không có không có đợi thời cơ nữa, đi theo thầy luôn. Đó. Thầy về 7 ngày đó, còn những anh em hiền đó, thầy ông giấu trong hồi nãy chú Bảy ông có thiết trình rồi đó, là cái núi ông Két á, người sau này chứa người hiền đó đó, để lánh nạn giặt cho nó qua liền năm nước chặt đàn luôn, tiếp tục quýnh phá bộ từng mừng luôn, thì trong vòng năm nay thôi, chứ đừng tính năm nào nữa. Năm nay là tới dài tới như theo lời chú Bảy nói nãy đó, là không còn ngưng nữa. Tại vì năm dần kết thúc tới gian rồi, là kết thúc mà vào tháng nào mới kết thúc, thì mình phải tìm hiểu cái tháng nè, thì nó rõ ràng rồi. Tương dư giữ phận cho tròn, cuối niên thăng dậu, mắt còn sẽ văn, một cái thăng dậu rồi. Nó còn mấy đến thăng dậu y như thượng cổ hết đâu, binh quy cổ diệt kim. Còn mấy đến thăng dậu, thánh thần náo động thảm cho trần nhà chống ruộng quan, tiếng than lị nhỏ khóc chàng, nạn tay dồn dập xuống làng còn chi. Thì nó rõ ràng rồi. Thăng dậu không à, thầy đâu có nói năm đâu. Mình phải xem cho kỹ chỗ này. À, rồi quyết định cái năm dần rồi. Cái năm dần kết thúc tới gian rồi. Thì mình lấy cái năm dần này, mình mới lấy ra cái tháng. Để mình nói cho anh em nghe, để mà gắn lo tu. Thế tôi lên đây tôi cũng phải danh dự hay là tiền tài của cải của ai hết. Tôi chỉ lên đây tôi nói vì Phật không có nói, biết mà không nói là tội bất nhân. Thôi bây giờ nói đi, có chết thì chết, ơn mình đi. Vậy đó. Thì tôi cứu một người vô, nó một cô này vô nè, tới 7 đời chính kiếp của ông bà của người ta được vô hết trơn luôn. Đó, con tính biết bao nhiêu người rồi. Nó trong 10 người thì biết bao nhiêu người rồi. Còn cái mạng chú Năm nhầm gì, đổi qua dư sức. Vậy đó. Thì đó, năm nay là nó kết thúc rồi. Thì bây giờ còn có 4 tháng nữa thôi. Tháng này tháng 4, rồi tới tháng 8 là có thầy về. Thầy về ngay gài gầm luôn. Đội quân điểm số 15, ông xuống ngày gầm đón thử nghe coi. Đây là lời giảng xưa của thầy đó. Ngay ngày gầm luôn. Mà gầm cái đời kêu tháng 8 mùa thu tùng quân tỏ gạn, sĩ nhu tổ tài là của Đức Phật Trùm đó. Thì nó y gan luôn em ơi. Thì năm dần này là thầy về á, mà về có 7 ngày à. Thầy đi nữa đó, có 7 ngày thôi. Thầy về 7 ngày, cái này mẫu chuyện bên thầy đó. Thầy về 7 ngày thôi, rồi bắt đầu thầy đi nữa đó. Để cho chúng sanh bổn đạo trả quả đó. Ai mà hiền lành thì Phật giấu hết trơn rồi, giấu về núi Ông Két á. Đúng rồi, núi Ông Két á. Thì bây giờ anh em cứ nhìn không Ông Két đi, thì nó rõ ràng rồi còn nữa. Cái đó là cái đồng hồ của Phật đó. Máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay rồi, nẻo thanh si như thể thanh bay, đường dinh nhục của mai có một lát à. Thì nhìn cái Ông Két bây giờ, ai mà xây chuyển được em, chỉ có là ơn trên xây thôi. Bây giờ nó gần qua cái năm giếng cái chỗ điện mùa hồng rồi đó. Nó còn tí xí nữa thôi. Đồ quá quá lộ luôn rồi. Thì nó rõ ràng trơn rồi. Trong 2 năm vừa rồi thì cái năm tí năm sủ đó cô bác anh chị đó, thấy rõ ràng rồi. Chết gì mà khủng khiếp luôn. Cái năm sủ tôi chết dữ lắm. Mà ai cũng nói tôi khùng không à. Nhưng không làm trâu lên cho người ta chết. Thật cũng nói tôi khùng kệ. Biết sao giờ. Thì tôi nằm tôi cũng buồn rồi. Mình cũng khóc thầm vẫn đêm hôm đó. Rồi cái bữa mà dí nó cố đó, tôi thấy anh em đồng mạng nói hoài, nói không có trúng là cái tháng. Để tôi nói ngay luôn, để cho anh em gắn lo tu, cho nó kịp. Chứ mình nói con khỉ hay con gà gì đó, thì khó ta hiểu. Tôi mới xuống cụ Trần Trình, ông nói cái đoạn này nè em. Gà thì gặp lúa túc con, miễn con no dạ, chẳng còn muốn chi. Đó thì con gà này, tất nhiên thầy về thì phải túc con là tất nhiên thầy sẽ kêu các anh em bổn đạo về trên tại tổ đình. Nó 7 ngày thầy đi nữa đó. Còn tu được nha, lúc đó còn tu được đó nha. À, tới 3 tiếng là hết tu rồi đó. Thì 3 tiếng này rõ ràng trong cái cuốn của Đức Bổn Sư á. Mùng 3 tháng 9 kia là trời nổ 3 tiếng vậy mà đặt xây rồi. Lúc đó ông cố ra đời đó. Tháng 9 tới nè, là ông cố trở về luôn đó. Tại vì sủ dần thức sánh tại nơi năm kỳ rồi. Sủ là con trâu chưa có. Thì bây giờ tới năm dần, sủ dần thức sánh tại nơi năm kỳ. Thì bắt đầu những người ta thức sánh, những người tu hiền về làm việc với cố đó. Trong năm nay thì anh em cái vẻ lo đi, gắng tu đi. Tu có tốn bạc ru nào đâu. Ăn hiền ở lành, nói năng ngay thẳng, chân chắc thật thà. Con ốc nói ốc, con cua nói con cua vậy đó. Đừng nói sai thì mình tu rồi đó. Thôi chứ hết thì nhiêu được em ơi, anh cũng mệt lắm rồi cái cổ. Rồi, giờ chứ hết luôn, cầu chúc cô bác thân tâm thường an lạc, con nước càng ngoài nước.
được vận sự như ý, hiền lành để mà tháng 8 này gặp thầy trong 7 ngày thôi. Rồi đó, tôi cũng cầu chúc cho anh em vui vẻ trên đường đạo hạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nó rõ ràng rồi chứ không có còn gì nữa. Cái năm dần này chú tôi quá. Nó bị khao tiếng quá. Tôi nghe chị nói ra tháng nữa. Những lời thầy đã ra cũng lộ vì cơ đó. Thì tất nhiên là cha tôi đã mất rồi để lại. Tôi có nghiên cứu ra là thầy có nói trong cái mấy câu mấy tháng đó. Cách ăn ở rồi đó là nay tháng ba sắp khởi gần gần. Sự hao hết toàn dân thấy. Tới tháng tư cả thải đua bơi, tới tháng năm giặt trời liên tiếp, chừng tháng sáu tháng bảy cũng khiếp mãi hùng, chừng tháng tám thì nổ bùng dữ dội, có Phật tiên thay đổi việc trần, thì ngày nó sức thân đủ mặt, thầy tai an ra dắt con hiền. Nam mô A Di Đà Phật. Nay để biết được hiểu vài câu trong cuốn lộ nguyền cơ là thầy đã xuống tới tỉnh Sóc Trăng ra sám giảng, là chủ đề là cuốn lộ nguyền cơ. Nay có để lợi cho ông lão hiện giờ ở tại ngôi nhà để có cuốn lộ nguyền cơ, thì trong đó là những lời của chú Năm nói từ tháng thì có y như vậy trong cuốn lộ nguyền cơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó rất rõ trên rồi chú Bảy, nãy chú nói là rất là rõ luôn đó. Thì từ năm dần này là kết thúc rồi.